con. Vâng, con được ơn gì của chú anh chia sẻ cho mọi người. Con xin phép được chia sẻ với cộng đồng là thực sự là bản thân con là người ngoại đạo ạ. Con chưa được nhận ơn từ Chúa. Nhưng mà con từ Hà Nội vào, em trai con bị bệnh ung thư tinh hoàn, đã di căn, đã mổ hóa xạ trị bệnh viện nhưng mà vẫn đau không dứt và phải uống thuốc giảm đau hàng ngày ạ. Thì con có một thầy, bản thân là thầy, là thầy thuốc, thầy cũng chữa về xương khớp cho mọi người, nhưng mà thật sự thầy không chữa được bản thân cho bản thân mình ạ. Thì thầy, bản thân thầy và những người thân trong gia đình thầy đã được Chúa thương xót, được gặp cha, xong là thầy chỉ cho con, mách cho con vào trong này để dẫn em trai con vào cùng ạ. Hôm nay em con cũng vào tới đây và thật sự là con cảm thấy rất là may mắn nhé. Mặc dù con là người ngoại đạo nhưng mà con rất là mong Chúa và Đức Mẹ cùng cha thương xót, chừng là chữa khỏi bệnh cho em trai con ạ. Con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu và làm gì? Dạ, con là Nguyễn Thị Thư, con năm nay 26 tuổi, con ở ngoài Hà Nội. Con làm mảng chăm sóc khách hàng ạ. Về kia từ hôm mà con được thầy thuốc mắt cho để vào trong này, thật sự là trong lòng con rất là nung nấu ạ, muốn mong vào lắm. Nên là có 3 hôm ạ, là con thu xếp hết mọi việc, cả em trai cũng xin nghỉ học nghỉ làm để vào trong này ạ. Nên là con rất mong Chúa, cha và Đức Mẹ thương xót để chữa khỏi bệnh cho em trai con. Con đến đây thì cái cảm nhận của con, một người ngoại đạo, con là đạo gì? Dạ, con ở bên Lương ạ. Con ở bên Lương thôi chứ không có đạo gì hết. Thì cái cảm nhận đầu tiên, cái ấn tượng của con là đến đây con thấy như thế nào của một người bên Lương lần đầu tiên đến với đạo Công giáo, nhà thờ Công giáo. Con đã đến nhà thờ Công giáo bao giờ chưa? Dạ, thật sự là con chưa đến. Ngày trước con đi ở trọ thì con có ở gần một nhà thờ ấy ạ. Nhưng mà con cảm giác là mọi người sống với nhau chan hòa, rất là tình cảm. Bây giờ con không ở đấy nữa nhưng mà con vẫn về những người dân ở đấy, xong là hỏi han, tại vì ở đấy có một quán phở rất là ngon nữa. Nói chung là mọi người thoải mái lắm ạ. Xong là vào đây thì sáng ngay lúc đến con cũng bỡ ngỡ lắm ạ. Xong con hỏi mọi người, có nghĩa là con cảm giác là mọi người không vì đồng tiền một tí nào như ở ngoài Hà Nội đâu ạ. Con hỏi mua cái bút thì các cô bảo là con ơi không phải mua bút đâu, ở ngoài kia có bút giấy hết cả rồi. Nói chung là xong rồi lúc xếp hàng, con xếp hàng đến đây con đến muộn mất 7 phút. Thì 3 giờ 7 phút là con bắt đầu xếp hàng, nhưng mà đọc những lời của Chúa, kiểu mọi người làm lễ. Nói chung là con thấy rất là xúc động nhỉ. Con cũng không biết nói như nào, xong rồi lúc con được cha đặt tay vào xong cha ôm nữa, nói chung là con thích lắm. Đây, cho gửi tặng cho con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha, để cho em của con nghe nha. Và đây là cái cuốn sách Tâm thư lòng nhân hậu của cha, để con biết chút xíu về đạo Công giáo như thế nào. Một cái điều mà con nói làm cha thấy nó cũng vui. Thứ nhất là đây không phải là cái gì ít tiền giống như ngoài Hà Nội. Đúng, người ta đi đến chỗ những nơi cầu khấn đôi khi cái gì cũng phải tiền. Cái giấy cũng phải tiền, cái bút cũng phải tiền, nước cũng phải tiền, thậm chí đi vệ sinh cũng tốn tiền. Ở đây là con đi vệ sinh thoải mái. Ở đây là con gửi xe cũng thoải mái, không mất tiền, gửi xe hay bánh. Ở đây giấy con cũng viết thoải mái, bút con cũng viết thoải mái. Ở đây nước con cũng uống thoải mái, nước này còn ngon hơn là vì ngọt hơn là cái gì, bất cứ vận nước nào cũng thoải mái. Và ở đây con rửa tay, rửa mặt, nước sử dụng cũng thoải mái. Và ở đây con nhặt rác bỏ vào thùng cũng thoải mái. Chứ không phải là xả rác thoải mái nhiều nơi khác, đúng không? Đúng rồi ạ. Hôm nay con cũng, tại vì con vào đây với em trai, với chồng con, xong chồng con mua một lon bò húc để uống ạ. Xong con cũng ở trong này, con cầm ra ngoài thấy một ông cụ đang nhặt rác bỏ một cái tay nhỏ, tài nhỏ ấy ạ. Xong con cũng xin bảo là, ông ơi cho cháu để nhờ cái đây vào nhà. Xong ông bảo, ừ con để đấy. Nói chung là vào đây con cảm giác rất là thanh thản ạ. Không phải nghĩ cái gì nữa, chỉ muốn khóc thôi ạ. Tại vì thấy như kiểu xót xa ấy ạ. Rồi, đây là cây quạt nhà mẹ đến với Chúa kỷ niệm cho con nha. Có tên trang web, có Facebook, có YouTube đầy đủ hết. Nếu có dịp nào rảnh con vào con coi trong này Facebook, YouTube và trang web nha. Và cha và cộng đoàn hứa là sẽ cầu nguyện cho em của con, cũng như tất cả những bệnh nhân, dù họ có đến đây được hay là những người thân đưa đến được hoặc là không đưa đến được,
mà người thân đến đây cầu nguyện, cha và công đoàn vẫn cầu nguyện cho họ mỗi ngày từ 6 giờ sáng đến 12 giờ đêm.